kinh khủng luôn đấy. Toàn là mụn ẩn với cả có cả mụn viêm chị ạ. Cái này nó phải bị lại vài lần rồi. Ừ, đợt này có thể là bị nặng hẳn lên, đúng không? Cái đợt trước, đúng rồi, đợt trước cho mẹ cháu đưa cháu đi khám liên da liễu ở ngoài ấy. Xong cho uống thuốc uống bôi cũng thế là đỡ được dần dần lên. Cái này phải điều trị đúng là một cố gắng ngay trong khoảng một tuần em sẽ làm nó khỏi được khoảng 20-30%, tháng khoảng 90%. Để làm được như thế thì mình sẽ làm sạch này, thứ hai là xử lý những mụn. Thứ ba là em bé này về nhà phải hạn chế cay nóng dầu mỡ, không được sờ tay lên mặt, không kệ nặng và phải hạn chế thức khuya. Cháu có làm được không? Dạ. Làm tốt đấy, thì... đấy là con nhớ đấy chứ còn okay. Mẹ không có... Mẹ thì chịu thôi, chỉ có con thôi. Nặng quá nhỉ. Thế bây giờ đang dùng cái gì đấy? Em không dùng. Em mỗi bôi kim nghệ thôi. Kim nghệ à? Ôi trời ơi, em bôi bây giờ nó nặng quá luôn này. Da của em dưới da bây giờ nó toàn là mụn ẩn, như là mụn viêm. Cái này xem nào. Cái này thế này. Nó mụn ẩn, mụn viêm nặng quá. Hiểu được tóc có phần tóc che vào có. Không. Em kéo thử máy. Đúng rồi, chỉ có mụn ẩn ở đấy thôi chứ không viêm. Cái này của em nó là một cái mụn trứng cá quá là nặng luôn ý. Mình phải điều trị em ạ, và phải điều trị tích cực thì nó mới nhanh chóng trở về bình thường rồi nhé. Mục tiêu của mình là một tháng nó phải trở về trạng thái khỏi khoảng 80-90% em ạ. Yeah. Để làm được như thế thì về nhà em phải hạn chế cay nóng, dầu mỡ, không sửa tay lên mặt, không kệ nặng nhé. Cái đấy khó dễ. Vậy em phải hạn chế thức khuya nha em nhé. Được. Ok, quá nặng luôn, cả nặng kinh khủng luôn ý. Mặt nó lỗ chỗ như kiểu là một cái chỗ mà nó kiểu tổ run mà. Sao lại để nặng thế này? Em dùng cái sản phẩm gì mà để nó nặng? Có sử dụng cái loại mỹ phẩm của chị để lại cho xong. Kiểu cũng chỉ là gọi là trứng cá một tí thôi anh ạ. Thế nhưng mà chị gái thấy vợ em vậy đi mua cho cái sản phẩm tóc bờ lanh. Là tóc bờ lanh. Chẳng biết tên nữa, xong về bôi nó càng nặng ra anh ạ. Lên da liễu trung ương rồi đấy, một tháng rồi đấy mà không cho đơn thuốc về. Nhưng mà điều trị đúng nha em nhé. Một là hôm nay mình phải làm sạch nè, thứ hai là mình phải xử lý cái nhân nhé, mới được anh phải chỉnh đơn cho em. Cái này không điều trị đúng nó thành sẹo, tức là nó sẽ kinh khủng nhé. Nhưng mà cái này cũng chẳng vấn đề gì, mình vẫn phục hồi được bình thường thôi em nhé. Nhưng mà này em xem này, wow, nó kinh khủng luôn. Ai lại để cái mức nặng thế này nhỉ, kinh khủng. Chị gái để lại sản phẩm cho mình dùng à? Vâng. Ôi trời mẹ. Cũng ra lên da liễu trung ương rồi anh ạ. Chán quá, được rồi, cứ để da liễu thường tháng. Vâng. Okay. Cháu bị từ hồi lớp 7. Thế ở nhà có điều trị gì không? Không, ở nhà chỉ rửa sữa rửa mặt thôi. Thấy nó có đỡ không? Rửa sữa rửa mặt không mà thấy nó có đỡ không? Nó dịu đi. Dịu đi ngày xuống này nó toàn là mụn ẩn, mụn viêm đấy cháu ạ. Tóc có không? Có một chút, nhưng mà chủ yếu là hai bên má nhỉ? Vâng. Cái này của cháu là mụn trứng cá, cũng khá nặng đấy. Trên một nền da là da dầu nhờn, mấy chân lông nó giãn, tức là nó bị tóc. Cái này về nhà cháu phải hạn chế cay nóng với dầu mỡ nhé. Vâng. Không sờ tay lên mặt, không kệ nặng nhé. Đấy, bây giờ mình phải điều trị thôi. Mình phải làm sạch để cho đỡ được mụn ẩn này. Thứ hai là xử lý cái nhân này, mình phải laser này. Mục tiêu của mình là sau khoảng 1 tháng nó phải khỏi được khoảng 90%. Để làm được như thế thì về nhà cháu nhớ là phải hạn chế cay nóng dầu mỡ, rồi không sờ tay, cái đấy khó không? Sờ tay đôi lúc ngứa tay. Phải hạn chế nhé. Thứ nữa là cháu phải hạn chế thức khuya, được chưa? Vâng. Để sau này nó còn hết cả cái thơm, hết cả cái mụn luôn nhé. Em có dùng cái thuốc gì em bôi vào người quần lưng không? Có. Em dùng cái thuốc gì? Tức là tự mua trên mạng à? Không ạ, có bác sĩ em thấy em dùng cái thuốc thì nó đỡ hơn hay nó nặng lên? Em bị bụng trứng cá, vùng lưng rất là nặng luôn. Ngược này xem nào. Ngược cũng có này. Toàn bộ ngực cũng có. Mặt này em cũng có này. Mặt cũng mụn này. Toàn bộ luôn. Nền da của em là da dầu nhờn ý. Lỗ chân lông nó bị tắc. Và nó bị mụn trứng cá ở cả ba vùng của da dầu. Đó là mặt này, ngực với cả lưng em. Nhé. Lưng em xem lại được này. Cái này em phải mặc quần áo thật là rộng vào. Đừng mặc quần áo chật nhé. Thứ hai là luôn luôn phải giữ nó khô. Hạn chế nó bị ẩm ướt em ạ. Thứ ba là cái này chắc chắn là phải điều trị này. Thì mình mới có thể khắc phục được, phục hồi được nhé em nhé. Đối với chân mặt thì mục tiêu của mình là 1 tháng là khỏi 80-90%. Lưng này thì phải khoảng gấp đôi thời gian như thế em ạ. Hoặc là hơn nha em nhé. Lưng mình toàn nhọt, sợ thật. Ok. Em cho bôi thuốc rồi. Có thêm nữa không? Có. Chị dùng thuốc gì? Trên mạng không. Không. Thuốc ở viện da liễu. Hiện tại bây giờ mụn nó chít chít. Vâng. Nghìn nốt luôn. Chắc là chị bôi nó đỡ viêm viêm. Vâng, đỡ viêm. Bên này xem nào. Bên này cũng thế này.
mụn chi chít luôn. Đây là một tình trạng mụn rất hay gặp nhé. Một là da của bạn là da dầu nhờn chị ạ. Lỗ chân lông nó bị bít tắc ấy. Và nó cực kỳ nhiều mụn ẩn với cả mụn viêm. Bạn này phải bị thiết bị lại nhiều lần rồi, chứ không phải bây giờ mới bị. Tại sao em lại nói thế? Bởi vì dưới da của nó ấy, cực kỳ nhiều cái sẹo với cả vết thâm với các lứa tuổi khác nhau. Chi chít luôn. Cái này phải điều trị đúng chị ạ. Một là mình phải làm sạch để nó đỡ lên nhân mụn ẩn này. Thứ hai là mình phải xử lý cái nhân bằng công nghệ laser. Thứ ba nữa là em kê đơn cho bạn, cố gắng trong khoảng 1 tháng thì nó khỏi được khoảng 80-90%. Để làm được như thế thì về nhà em bé phải hạn chế cay nóng, dầu mỡ, không sờ tay lên mặt, không kiện nặng. Cái đấy khó không? Bây giờ hạn chế thức khuya. Không biết là có dễ hay khó. Học bài thì cũng khuya rồi. Hơn hay nhẹ đi. Lấy chồng thì đỡ đi nhưng mà có chữa thì đỡ đi nhưng mà sao giờ nó em lại thấy nổi đi. Em có mấy em bé rồi? Em có 2 ạ. Đợt vừa rồi chữa đứa thứ 2 em không bị mụn. Gần đây nó mới lên nhiều này. Vâng, nó tự nhiên nó cứ ùn ùn nó lên. Không phải đâu em ạ. Thứ nhất là da em là da dầu nhờn. Lỗ chân lông giãn. Rất là nhiều mụn. Rất nhiều dờn, nhiều em môi văn rất là nhiều. Thế là ngày xưa em cũng có mụn rồi vì nó để lại sẹo này. Vâng. Nhìn rất rõ này. Thế ngày xưa em có mụn rồi. Mũi em có. Vâng. Bây giờ mình phải điều trị đúng không ạ? Một là bây giờ mình phải làm sạch để nó đỡ lên mụn ẩn. Vâng. Hai là xử lý cái nhân. Bên này cái môi trường của em nó cũng bụi ạ. Môi trường bụi thì em phải hạn chế. Thuốc bắc kiểu bọn em hay ấy, thuốc bắc ấy, đóng gói thuốc bắc ấy kiểu dược liệu mà. Thế nên là bụi bẩn của các thuốc. Nguy hiểm nhỉ? Thế cái đấy mình phải bảo hộ thôi. Mình phải làm sạch xử lý nhân mụn và thứ hai là anh kê đơn mục tiêu của mình cố gắng 1 tháng nó khỏi được khoảng 90%. Để làm được như thế thì về nhà hạn chế cái nóng dầu mỡ nhé. Vâng. Và không sờ tay lên mà không kệ nặng. Cái đấy khó. Vâng, bình thường ạ. Bỏ khẩu trang đi này. Vâng. Khẩu trang bình thường đi ngoài là không nên đeo vào. Không có điều trị cái gì không? Cũng không ạ. À. Không sử dụng phương pháp gì điều trị ạ? À? Vâng. Tại vì nhiều mụn lắm em ạ. Thứ nhất là da dầu nhờn nhá. Lỗ chân lông thì giãn. Mụn trứng cá của em thì nó vừa có mụn ẩn này, vừa có mụn viêm này, vừa có cả vết thâm và sẹo do những lần nặng mụn trước của em nó để lại. Vâng. Nó bây giờ thì mụn ẩn dưới da rất nhiều. Như cái này là em tự cảm này, đúng không? Ừ, kiểu nó nhức quá. Cái này của em phải điều trị đúng em ạ. Một là bây giờ mình phải làm sạch để nó đỡ lên mụn ẩn. Thứ hai là xử lý cái nhân bằng laser. Vâng. Và anh kê đơn cho em mục tiêu của mình là sau khoảng 1 tháng nó phải khỏi được khoảng 80-90%. Để làm được như thế thì về nhà em phải hạn chế cay nóng và dầu mỡ, không sờ tay lên mặt, không kệ nặng. Cái đấy có khó không? Được không? Vậy em phải hạn chế thức khuya. Vâng. Dạ. Yeah. Ok. Nổi nhiều ạ. 2 tháng này bắt đầu nổi nhiều. Vâng ạ. Em có dùng cái sản phẩm gì để em tự điều trị không? Chỉ có trước thôi, bây giờ em không điều trị nữa. Tại vì em điều trị một lúc, một thời gian nó lại lên ấy. Này em sợ không ạ? Vâng. Không, em cũng đi bác sĩ nhưng mà là thuốc sĩ thuốc nam cơ. À, thuốc nam. Có dùng cái gì nó lột da không? Có đấy. Nặng quá nhỉ. Vâng. Toàn là mụn ẩn, mụn viêm này, mụn mủ này. Sẹo, vết thâm đủ cả, chả thiếu gì luôn. Vâng. Cái này là nó phải bị đi bị lại nhiều lần rồi đúng không? Vâng. Ngày trước sẹo là do em bị thủy đậu, tức là thời gian em còn đang mang bầu ấy. À. Nên là em cũng không kiêng khem được ạ. Mụn ẩn mụn hiếc nhiều lắm. Vâng. Cái này nặng quá nhé. Cái này phải điều trị cho em. Vâng ạ. Mục tiêu của mình là 1 tháng thì nó khỏi được khoảng 90% nhé. Vâng ạ. Thế làm được như thế thì về nhà em phải hạn chế cay nóng dầu mỡ, không sờ tay lên mặt, không cay nặng và hạn chế thức khuya. Vâng, vâng ạ. Hôm nay mình sẽ làm sạch, thứ hai là xử lý cái nhân mụn, thứ ba là anh kê đơn cho em nhé. Vâng ạ. Da em nó hơi bị thâm, nếu có thể thì em nên làm cái laser trị thâm cho nó nhanh. Vâng ạ. Ok. Bao lâu rồi? Đợt này nó nhiều này phải tầm độ 1 tháng đổ về đây ạ. Trước kia thì cái này là chị phải đến 2 tháng. Vâng, em tự cắt. Nó nhiều những cái mụn kiểu mụn 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 bọc ấy, nó to xong lại còn có cả mụn mủ ấy. Thế là em sốt ruột em cứ cậy ra xong em rửa đi nước muối ấy. Nhưng mà không ổn chị ạ. Bây giờ mụn nó rất là nhiều. Vâng. Chị là tuổi trung niên rồi, 40 tuổi rồi vẫn bị mụn bình thường mà. Vâng. Nó lại kèm theo cả cái nám nữa. Vâng. Nhưng mà vâng. Chị nhìn đấy, 40 tuổi rồi bị mụn đâu có vấn đề gì đâu, mình vẫn điều trị khỏi được chị ạ. Không sao nhá. Vâng. Thứ nhất là hôm nay mình sẽ làm gì? Mình sẽ làm sạch để nó đỡ lên cái mụn ẩn này. Thứ hai là xử lý cái nhân bằng công nghệ laser. Thứ ba là kê đơn cho chị. Mục tiêu của mình là cố gắng 1 tháng nó khỏi được khoảng 80-90% nhé. Vâng. Để làm được như thế thì về nhà chị phải hạn chế đồ cay nóng và dầu mỡ. Không sờ tay lên mặt, không kệ nặng. Cái đấy khó không? Vâng, được ạ. Không sờ tay nhé, mà phải hạn chế thức khuya nhé. Vâng, chị nhé. Vâng. Chưa chị. Đâu ấy, cách một năm. Cách đây 1 năm á, thế mà sao em để nó nặng thế? Xong rồi em có điều trị gì không? Có sử dụng sản phẩm gì không? Có thuốc ấy là bôi. Đi ra hiệu thuốc mua? Vâng. Có mua mấy cái thuốc trên mạng để em bôi ấy? Không, không. À. Em điều trị bằng mấy cái thuốc ngoài hiệu là sai rồi bởi vì nó không đúng chỉ định em ạ. Nó khiến cho da của em bây giờ nhé.
mụn viêm nó lên chít chít luôn. Thứ hai là để lại sẹo vết thâm rất là nhiều rồi em ạ nhé. Cái này mình phải điều trị đúng. Một là bây giờ mình phải làm sạch này để nó đỡ lên mụn ẩn này, mụn ẩn dưới da nhiều lắm. Thứ hai là xử lý kinh nhân bằng công nghệ laser thì em nhé. Thứ ba là anh kê đơn cho em, mục tiêu của mình là cố gắng trong khoảng một tháng thì nó khỏi được khoảng 80-90%. Để làm được như thế thì về nhà em phải hạn chế cây nóng và dầu mỡ, không sờ tay lên mặt, không kệ nặng. Cái đấy có khó không? Không. Dễ thì bây giờ em phải hạn chế thức khuya nhé em nhé. Và em có rất là nhiều sẹo vết thâm, sau này mình cũng phải xử lý mấy cái đó nhé em nhé. Một lần nhưng mà có hẹn khám lại nhưng mà lần đấy em lại đi mổ, thế là em không khám và không theo nữa. Cái em ạ. Mà cái này của em nó thành cái nhỏ to luôn. Nhưng cái này nó mới lên. Ok, bên này xem nào. Bên này thế. Hai mình nhỏ. Thâm cái sẹo này. Đấy đấy. Quanh miệng này. Cái này em phải điều trị nó đúng thôi em ạ. Một là bây giờ mình sẽ làm sạch. Thứ hai là xử lý kinh nhân mụn. Thứ ba là anh kê đơn cho em. Mục tiêu của mình cố gắng là sau khoảng một tháng nó hoạt động khoảng 80-90%. Để làm được như thế thì về nhà em phải hạn chế cây nóng và dầu mỡ, không sờ tay lên mặt, không kệ nặng. Cái đấy khó không? Khó hay dễ? Dạ, cái đấy thì mình thì phải dễ. Ok, còn phải hạn chế thức khuya nha em nhé. Dạ vâng. Ok. Trước kia nó không bị à? Đợt này nó mới nặng đến này à? Dạ vâng ạ. Có cho em dùng thuốc cái gì không? Dạ không ạ. Theo em hiện tại sao nó nặng này? Em nghĩ em đi làm em bị viêm. Mấy cả em thứ hai là... Em đi ra spa làm à? Dạ không. Thế làm ở đâu mà nó lại viêm nặng này? Em chưa làm ở đâu thôi. Sao lại bị nặng này? Thì có lý do gì tự dưng nó không thế này? Em ở trong Nam ra mới cách đây mấy tháng. Ừ, thì kiểu ở trong Nam ra đây xong nữa thì em cứ kệ không này, nó cứ tự nặng lên này. Cái này của da và em nó đang bị một cái mụn trứng cá quá nặng luôn nhá. Để da em nó toàn là cái ổ mụn ẩn liên kết với nhau, nó như cái mạch mụn mạch lươn ấy. Đấy. Mà gần như là không chỗ nào không có mụn cả. Có cả sẹo và vết thâm rất là nhiều rồi. Cái này phải điều trị ngay em ạ, không để thế này được mà em bị sẹo thì phí lắm. Xinh thế này hả? Để bị sẹo thì chết à, hiểu không nhá? Bây giờ mình phải điều trị ngay lập tức. Thứ nhất là mình phải làm gì? Mình phải làm sạch. Thứ hai là xử lý cái nhân mụn em ạ. Thứ ba là anh kê đơn cho em nhé. Mục tiêu của mình cố gắng khoảng 1 tháng thì phải kiểm soát mụn được khoảng 80-90% nhé. Để làm được như thế thì về nhà em hạn chế cây nóng dầu mỡ, không sờ tay lên mặt, không kệ nặng nhé, được không? Và em phải hạn chế thức khuya nhé. Cái đấy khó không? Dễ. Em làm được. Ok. Rất là nhiều cái mụn ở dưới da này. Cái này phải tránh nhiễm trùng thật tốt rồi em ạ. Tóc phải gọn lên. Em buộc tóc gọn lên nhé. Đừng để nó loà xòa làm gì. Cả bóng má này cũng thế. Toàn bộ luôn. Ok. Hôm nay thì mình sẽ làm sạch này, xử lý nhân này nhá. Mới là chảy cái thâm. Cố gắng là 1 tháng để khỏi 80-90% như này nhá. Nó nên mụn như này này. Nó cũng hơi ngứa mà nó đỏ, nó ấy, nó chả đỏ như bây giờ đâu. Xong rồi em bôi thuốc đấy vào chắc là không phải thì nó lại đỏ thêm nữa ấy. Thế là em lên mạng em xem rồi em tìm cái cao giá trị mụn đúng không? Đúng rồi. Lên cổ đây xem nào. Ôi trời ơi. Cao này, cao gì này? Cao chưa? Thế xong rồi mua xong rồi về nhà dùng. Vâng, em vừa dùng được 1 tuần đấy nhá. Xong em thấy nó đỏ thế xong là em bỏ. Em đang bị một cái gọi là viêm da tiếp xúc kích ứng với cả cái cây cao đấy là một. Thứ hai nữa là em đang bị mụn rất nặng ở vùng cổ. Vâng. Yeah, mặt em cũng có này, lưng ngực có. Lưng không có anh ạ. Ngực có. Ngực thì không có, thỉnh thoảng ấy nhưng mà nó không có. Okay. Chỉ mỗi ở cổ, chủ yếu là ở cổ. Cái này thì phải điều trị cho đúng em ạ. Vâng. Một là bây giờ mình phải điều trị da tiếp xúc kèm lên điều trị mụn luôn. Vâng. Đấy, mình sẽ được làm sạch này, xong rồi xử lý nhân này, xong rồi kê đơn cho em. Mấy cả cố gắng sau khoảng 1 tháng thì nó phải kiểm soát được khoảng 70-80%. Mình nhắm phải hạn chế cây nóng dầu mỡ nhé, không sợ.